giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ, xin mời quý khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Chồng cũ Nhật Kim Anh bất ngờ đăng status đầy ẩn ý sau khi liên tục ngăn cản chuyện gặp con. Sau ly hôn, dường như mối quan hệ giữa Nhật Kim Anh và chồng cũ vẫn chưa thể dung hòa. Nữ diễn viên Tiếng Sét Trong Mưa liên tục đăng đàn tố cáo chuyện chồng cũ và gia đình dùng nhiều cách để ngăn cản, không cho cô và con trai gặp nhau. Thậm chí, Nhật Kim Anh chia sẻ dù cô đã năn nỉ cầu xin Bửu Lộc cho đón con đi chơi vào ngày mùng 3 Tết, khi nào bé đi học sẽ trở lại về nhà nội, nhưng đều không nhận được bất cứ câu trả lời nào. Quá bức xúc với chồng cũ, cô cho biết, tại sao họ có thể đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy? Cầu mong pháp luật công bằng đòi lại công lý cho tôi. Nhiều lần bị Nhật Kim Anh tố cáo công khai như vậy, Bửu Lộc vẫn giữ tâm lý bình thản, chia sẻ những khoảnh khắc vui chơi cùng con và gia đình trên trang cá nhân. Cho tới mới đây, anh bất ngờ đăng một dòng trạng thái mới chứa nội dung đầy ẩn ý, nhắc nhớ về những mối quan hệ đã đi qua trong cuộc đời. Dù không nói cụ thể, nhưng nhiều người cho rằng chồng cũ Nhật Kim Anh dường như đang muốn nói đến mối quan hệ với cô cho đến thời điểm hiện tại. Tất cả mối quan hệ đến với chúng ta như những nhiệm vụ, nhưng chúng đều mang lại cho chúng ta vô vàn niềm vui và hạnh phúc, hoặc để lại cho chúng ta rất nhiều bài học vô cùng đắt giá. Hãy trân trọng và sống với mọi phút giây hiện tại mà Thượng Đế mang đến. Dù bị Nhật Kim Anh tố cáo nhiều lần, nhưng Bửu Lộc vẫn giữ im lặng. Anh thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc vui vẻ bên con trai trên trang cá nhân. Tin nhắn Nhật Kim Anh gửi chồng cũ Bửu Lộc để xin gặp con được cô đăng tải trước đó. Diễn viên khẳng định vì sợ con trai theo mẹ nên chồng cũ mới im lặng như vậy. Ở tiệc sinh nhật của con trai cách đây không lâu, Nhật Kim Anh cũng hội ngộ chồng cũ, nhưng mâu thuẫn của cả hai thì chưa thể giải hòa. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.